thiệt mà mày. Đấy, thế là mình lời được cái món nhưng mà mất mẹ cái kiệt sức. Hả, ra đâu kiệt sức hồi nhanh mà. À, đánh được này, đánh ở đây này, đánh ở đây này, đánh ở đây này. Đánh mạnh hơn mà, sợ mẹ gì nó. Ờ, có thằng hàng với này. À. Ồ, đi mày đói nhờ. Đùa chứ nó chó mình đường cái là mình ăn luôn đấy nhờ. Anh em nhìn một pha điệt mẹ cực kỳ kỹ năng đến từ vị trí của FPU này. Nhìn kỹ nhá, tôi làm một lần rồi nhá. À, nhưng mà pha này chỉ chết kìa ta. À, theo cũng đồn đi xuống rồi nè. Thôi, à, tốt nhất là pha này không nên làm cái gì hết. Cả sinh ra xuống luôn nhá. Mà là đi vô chủ, bê chủ lén. Ờ à, sao con lồn này đầy máu nhanh nhờ. Cái điệt mẹ vừa nãy đánh gần chết quá. À nhưng mà cái chủ kia anh em. Muốn ăn cái chủ này ghê. Mẹ này, mày tưởng mày nhiều máu hơn là mày ghê gớm lắm à. Chỉ có tải 360. Vãi cả lồn. À, chứ không có cách tải 720 video livestream 720 đâu ha. Lồn nó tính cướp rừng nhà mình kìa anh em. Tôi đứng tay rồi nó dám cướp rừng. Mẹ, kiểm lâm set nick FPU. Chặt đầu mấy thằng lồn đi cướp rừng, mấy lồn lâm tặc. Hốt luôn cái chủ mic nè. Thế mà đéo chết. Đéo thì kiểu gì như thế mà đời đéo chết thằng luồng sinh ra mẹ. Cái này quá nhái liên quân rồi. FBI, open up. À, mình đã bờ được hai cái chủ biết rồi anh em thấy mình bê chủ việc mẹ mình làm ăn kiểu hiệu quả. Trong khi team mình đang đánh nhau ở ngoài chủ 3 thì mình đập vô tới chủ 1 rồi. Đập chủ lên đây. Đập chủ lên gây áp lực cho chúng nó. Cho chúng nó đừng về nhà đấy. À mấy ông có đi đánh nhau thoải mái. Tôi là người chơi hệ bê chủ. Chơi bê lũng nhà mấy ông luôn. Má thằng này nó nghĩ mình không giết được nó này. Má cái con điện lồn đi nó phóng. Tè luôn nhiều khi mình đéo tè hiểu được. Bắn đông quá. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Điệt mẹ. Mất rồi. Có đam hết á.
À, em đánh cái kiểu gì nhá, anh không biết là bao nhiêu quả em phải chết lội như thế rồi em ạ. Vãi cả lồn. Đã đéo xanh được còn để cho người khác xanh đánh cái game gì mẹ. Giờ chúng nó lại lên chúng nó có đồ hết trơn. Mẹ có là khách hay là gì đi nữa mà đánh dốt thì cũng phải nói thôi. Có là khách hay là gì đánh chơi cái game mà đánh thế thì cũng phải nói, nhưng không có đời nào mà để như thế mãi được. Cứ để như thế xong chết lỗi liên tục luôn, chết lỗi một pha đéo nói gì, chết lỗi hai pha đéo nói gì, chết lỗi ba pha cái gì con mẹ. Đại Quỳnh luôn, đại Mick Quỳnh luôn, nếu phải mua đi đâu là đại Mick Quỳnh luôn nè. Mọi người có thể cài đăng